Em gái miền Tây bán nhà uy tín giá rẻ xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín nhất thị trường. Chúng tôi chuyên đầu tư xây dựng bán nhà giá rẻ, nhà phố, nhà vườn, biệt thự mini khu vực Bình Chánh và Long An. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ thủ tục pháp lý. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh nhà giá rẻ của em gái miền Tây nha. Và đây là tiết mục review nhà mới và căn nhà này là công trình đang vừa hoàn thiện còn thơm mùi nước sơn. Chưa dọn dẹp vệ sinh kịp nữa là em quay em giới thiệu liền cho cô chú và anh chị. Với một căn nhà nó độc lạ thôi, một căn nhà mái Thái nè, diện tích ngang năm dài 25 nhà hướng Nam. Nhà mình có tất cả 4 phòng ngủ, mình ở căn nhà này chắc 8 thành viên luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà nó là mặt tiền đường, mà căn nhà này nó độc lạ ở chỗ thôi á, là nghe tên mặt tiền đường. Mà đường này là nghe tên thôi là đã đói bụng rồi, mà căn nhà này nằm trên đường hủ tiếu, đó là một cái tô hủ tiếu nha cô chú và anh chị. Nghe thôi là đã nhớ đến hủ tiếu rồi đó cô chú và anh chị mình nha. Nó là đường hủ tiếu ở bờ chùa của Phước Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì vị trí này thì mình nằm gần ở chợ Bình Chánh, cắt đường Đinh Đức Thiện đây. À, tuyến đường này là mình ra chợ Long Thượng, mình sẽ đi vào đường DT14 nè, đi thẳng lên cầu Ông Thình, quốc lộ 50, quận 8. Và tuyến đường này là mình sẽ đi ra Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh nha cô chú và anh chị. Thì trên tuyến đường mặt tiền này thì khu vực dân cư thì cũng không có đông lắm, nó cũng thưa thưa như thế này thôi. Thì khu vực đây là ở nông thôn á cô chú anh chị, nhưng mà được cái là nhà của mình á mặt tiền đường thì nhộn nhịp lắm cô chú anh chị, và vui lắm tại vì xe qua lại tấp nập luôn nè. Đó thì xung quanh đây thì cũng có nhà nghe cô chú và anh chị ha, nhà rất là nhiều ở khu vực này luôn, đông vui thấy sợ luôn. Mà nhà thì với căn nhà mặt tiền này thì bên em á mới hoàn thiện xong, để em quay chi tiết cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem khu vực này. Đó rất là dễ thương luôn nè, thấy không? Ở bên đây thì cũng rất là siêu xinh, đẹp mắt và lạ luôn, với một căn nhà kiểu mới. Với mái Thái nha, kiểu này nó rất là đang thịnh, kiểu hai mái và với một tông màu trắng, màu xám nhẹ ha. Rất là dễ thương, lên hình cũng rất là đẹp. Mà căn nhà này bên em xây dựng tường riêng, móng cột riêng, nền móng thì rất là kiên cố, chắc chắn và sẽ đẹp mắt luôn. Vì nó là mặt tiền đường hàng hiếm cô chú anh chị. Thì mình đi tìm những căn nhà mặt tiền đường giá rẻ thì cũng rất là hiếm luôn nè. Thì cô chú anh chị nào quan tâm đến những căn nhà mặt tiền đường như thế này hãy vào xem hết video. Với căn nhà chỉ cần khoảng tầm 1 tỷ rưỡi thôi, thanh toán trước là mình vào nhận nhà với căn nhà này. Còn lại ngân hàng cho vay nha cô chú và anh chị mình ha. Ở đây là sổ hồng riêng, đất thổ cư luôn nha. Đó, cam kết là nhà mới xây hoàn toàn luôn và không bị quy hoạch gì cả. Bên em bán nhà thật giá thật và uy tín về mặt pháp lý cho cô chú anh chị mình xem. Khi mà mình xuống xem nhà bên em sẽ cho mình coi sổ hồng. Nên cô chú anh chị nào quan tâm đến mẫu nhà mới mái Thái mặt tiền đường này thì kết bạn Zalo để em gửi sổ cho mình xem trước. Nếu cảm thấy ok thì mình xuống xem thực tế để bên em sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem nhà. Thì với căn nhà này nếu khách nào mà ở khu vực thành phố thì mình tới đến ngã tư Phước Lý nha, thì em sẽ ra dẫn mình vào vào căn nhà này luôn, rất là gần. Nói chung là căn nhà này của chúng ta là đường xe hơi xe tải né nhau luôn nhé, nhà hướng Nam đó, xây dựng là có một mình nó riêng lẻ thôi, giống như biệt thự mini kiểu mái Thái gì đó. Ở phía trước thì có một cái cổng ha, cổng sắt luôn nè, rồi có luôn một cái kiểu như là cái mái Thái gì đó cô chú anh chị đó. Và có cổng lớn luôn, rất là đẹp bắt luôn nè. Rồi có đồng hồ nước nè ha. Rồi hai bên đây thì có đèn nè. Nói chung một cái căn nhà riêng lẻ xây dựng mà ngang năm nữa thì vừa rộng vừa dài, và đặc biệt có một cái sân đậu xe ô tô 7 chỗ với cái sân này là 5 mét luôn nha cô chú anh chị mình ha, rất là rộng luôn ạ. Bên đây thì có một cái bóng đèn của sân vườn ha, mình chưa có đổ đất vô mình trồng cây, trồng kiểng thì nó có mảng cây xanh á thì nó sẽ làm cho căn nhà mình nó đẹp hơn. Nhưng mà nhà mới vừa hoàn thiện nay cũng 2-3 ngày thôi, thì bên em cũng là làm công trình nên đi đến đâu thì quay giới thiệu chân thật, review chi tiết đến đó để chào cho cô chú anh chị đang có nhu cầu tìm nhà mặt tiền đường kinh doanh thì cứ gọi em số điện thoại trên đường like để mình trực tiếp xuống xem căn nhà này luôn ha. Vừa ở vừa kinh doanh và mua đầu tư, với những căn nhà mặt tiền đường thì giá trị nó tăng cao cô chú và anh chị mình nè. Với mức giá của căn nhà này là 3,2 tỷ nha, còn thương lượng rất là mạnh mẽ, nếu mình thích ưng cứ trả giá, cảm thấy được giá là em bán luôn, rất là dễ hỗ trợ cho khách hàng. Chỉ cần thanh toán tiền cọc giúp em 10%, căn nhà này là 300 triệu ha. Mình thanh toán cọc giúp em là em sẽ hỗ trợ cho mình vào nhà
ở trước căn của chú và anh chị, nếu mà mình cần nhà ở ha, khỏi đi ở trọ thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình vợ trước chỉ 300 triệu thôi. À, đây là căn nhà bên em xây dựng nè, nền móng kiên cố rồi, trên trần thạch cao ha, có đèn ngầm, có đèn rồi, có quạt trần luôn, và có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, với cái không gian rất là mát mẻ, rộng rãi và thoáng mát, với một không gian mở. Và đặc biệt ở đây là tủ bếp ở đây thì có đèn led thì không nói đi, nhưng mà bồn inox loại mới nè, chắc chắn sâu và nước của thủy cục, không có bị phèn ha. Nhà mới xây bên em vẫn còn trong thời gian bảo hành nhà cho quý khách là 12 tháng. Nên quý cô chú anh chị mua nhà cần hỗ trợ thông tin gì cứ hỗ trợ thoải mái luôn cho mình, không có sao đâu ạ. Bên em vẫn hỗ trợ quý khách cho đến khi nào hết hạn bảo hành thì thôi. Đó. Và đặc biệt thì nói chung với căn nhà này thì quá đẹp, mát mẻ lắm hướng nam. Đây là nhà vệ sinh của chúng ta thì cũng đầy đủ những cái công năng tiện ích cho mình luôn. Trên trần thì tầng la phong ha. Ở bên trong này thì có ốp những gạch bông nè, ốp gạch vuôn luôn đó. Và kính thì cũng có những cái đèn viền đèn thì rất là đẹp luôn nè, xịn sò luôn. Còn đây là không gian phòng ngủ. Ở phía dưới nhà chúng ta thì được các cái phòng là cái view rất là đẹp. Thì cái view này thì mình có thể làm một tấm màn che ra không gian lãng mạn. Bên ngoài thì mình có thể làm những cái cây sân vườn. Em có để đèn sân vườn ở phía sau nữa cô chú anh chị ha. Đèn sân vườn luôn đó. Mình có thể trồng những cây ở phía sau để có mảng cây xanh nha. Mình trang trí lên thì căn nhà mình nó thêm đẹp mắt lung linh luôn. Đó, nhà thì bên em xây dựng cũng đầy đủ hết tất cả các thiết bị, từ đèn ngủ cho đến đèn âm tường, đèn đường ống máy lạnh, nói chung là đầy đủ tất cả luôn rồi. Đó, cô chú anh chị mình nhìn xem ở phía sau nè, thoáng mát cực kỳ dễ chịu luôn nè ha. Mà hướng nam thì nó rất là mát mẻ và rất là tốt. Mà tìm một cái thấy đất mà mặt tiền đường ngang năm dài 25 thì rất là hiếm cô chú anh chị. Quá rộng, quá dài. Và một căn nhà này mình ở 8 đến 10 người thì thoải mái rồi. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng em lên lầu ha. Nói chung là cầu thang này thì mình đi lên xuống cũng rất là thoải mái, không mệt lắm đâu. Bậc tam cấp cũng thấp cô chú anh chị, với tông màu trắng, màu đen. Thì trên lầu này thì bên em xây dựng theo kiểu thiết kế không gian mở. Ở trên thì có được hai phòng ngủ nè, với một cái phòng khách cũng giữa ha. Wow, đây, căn phòng đầu tiên, phòng ngủ của chúng ta được cái là bên trong á, nó có đầy đủ cho mình là nhà vệ sinh ở bên trong phòng. Thiết kế rất là cao cấp luôn cô chú anh chị, nhìn thôi là thích rồi. Kết cấu xây dựng nền móng thì kiên cố luôn, nhà riêng lẻ, view rất là đẹp luôn nè. Trước nhà mình có cây bằng lăng tím rất là đáng yêu, rất là dễ thương, với căn nhà cực kỳ cưng luôn ngay cả nhà mình nha. Đó, nhà bên em xây xong thì ít bữa nữa bên em sẽ dọn dẹp sạch sẽ để cho cô chú anh chị mình xuống thấy đẹp mắt hơn ha, bắt mắt hơn. Đây là một cái không gian rộng rãi thoáng mở, mình có thể làm một cái trang trí một cái bộ ghế sofa để mình tiếp khách ở trên lầu này ha, rất là tuyệt vời. Và bên trong đây thì có một căn phòng ngủ, mỗi căn phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, quá đã. Nhà mình có ba nhà vệ sinh luôn nha. Một căn nhà thiết kế đầy đủ công năng tiện ích như thế này mà mặt tiền đường, nhà mới xây, hàng hiếm, giá rẻ cực kỳ, trả giá là bán quý cô chú anh chị xem là mê. Thì bên em gái miền Tây bán nhà thực tế, nhà thật, giá thật, đúng nhà, đúng giá. Và đặc biệt dẫn cô chú anh chị xem cũng đúng căn nhà như trong video mà bên em quay, cam kết uy tín luôn. Và đặc biệt với mức giá tổng căn nhà này là 3 tỷ 2 còn thương lượng sổ hồng riêng, đất full thổ cư, mặt tiền đường hủ tiếu ở khu vực Bờ Chua, cách Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh 3 cây số. Mời cả nhà cùng em xuống xem căn nhà này, nếu được thương lượng giá trực tiếp chính chủ bên nhà đất Tâm Nguyệt luôn. Thì bên em cũng là bên chủ đầu tư xây dựng đầu tư, và khách nào mà cần xây dựng thì cứ liên hệ, em cũng nhận công trình xây dựng luôn. Đã cảm ơn quý kê khách hàng, quý cô chú anh chị khách hàng thân thiết đã tin tưởng ủng hộ và đồng hành cho kênh Nhà Đẹp Giá Rẻ của em gái miền Tây, để giúp kênh em ngày càng phát triển, cũng là do những khách hàng đã yêu mến ủng hộ cho tinh thần em gái miền Tây. Và động lực hơn nữa, bên em sẽ thiết kế xây dựng nhiều một nhà giá rẻ và đẹp để phục vụ quý khách hàng và phục vụ nhu cầu đa dạng mẫu mã hơn cho tất cả chúng ta, ai cũng có thể mua được nhà khi đến với nhà đất Tâm Nguyệt luôn ạ. Thì bên em xây dựng từ nhà giá rẻ nè, dưới 1 tỷ,
dành cho công nhân. Những khách hàng nào mà chưa có thu nhập để mình mua những căn nhà to chà bá như thế này thì mình mua những căn nhà nhỏ thôi, sau này có tiền mình đổi nhà to hơn. Tại vì bên em xây dựng nhà thì liên tục nên cô chú anh chị khỏi lo ha. Mình chưa có tiền, trước mắt mình mua một căn nhà nhỏ để mình làm nền tảng trước đã. Sau này có tiền rồi mình đập đổi nhà to hơn nữa, đúng không cả nhà mình nha. Rồi cô chú anh chị ơi, hãy gọi điện cho em để mình xem căn nhà này và chốt nha. Giá cực kỳ siêu rẻ, bớt vài trăm triệu cũng được luôn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha.